Ok anh em. Hello tất cả các bác nhá. Xin kính chào tới tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio. Đấy, trong buổi ngày hôm nay thì em tiếp tục em sẽ set up những con vang này đi cho tất cả các bác, bởi vì em phải đợi điều khiển đây này. Đấy, điều khiển hôm nay nó về rồi. Thì em sẽ set up những con vang X3 ship này em gửi đi cho tất cả các bác nhé. Đấy, và những anh nào mà mua vang X3, X5 ship của em thì hôm nay có khiển em mới gửi đi được các bác nhé. Đấy, và thì thực tế với tất cả các bác là như sau. Đối với một con vang này thì nói với các bác rằng là tất nhiên rằng là X3, X5 thì nó có rất là nhiều đời và nó sẽ có rất là nhiều hãng sản xuất. Ok cho anh em. Và chúng ta sẽ tùy theo từng hãng, tùy theo từng cái linh kiện, chất lượng linh kiện để chúng ta định giá một con vang. Những con vang nào mà có linh kiện tốt, chất lượng âm thanh tốt thì chắc chắn với tất cả các bác rằng là nó sẽ là có chất lượng và nó có giá tiền cao, chứ cũng không thể là cái nào nó cũng giống cái nào được. Ok chưa? Và rất may mắn trong cửa hàng bên em thì em có lấy được một cái lô vang rất là tuyệt vời của một người bạn Trung Quốc các bác nhá. Thì con này thì nó sử dụng những con IC xử lý OPA để nó xuất ra hai chất âm của ML và MR, có nghĩa là hai cổng main out của nó, cái chất lượng âm thanh nó sẽ rất là tốt, nó hơn rất nhiều những cái dòng IC của 5531 khi các bác sử dụng để các bác xuất âm ra đây. Ok chưa? Thì em nói thật với tất cả các bác, đây là một con vang các bác nhá, các bác đang sử dụng những con vang này các bác này. Ở đây thì em có giới thiệu rất là kỹ càng rồi, những cái những cái in nổi ở trong đây, những cái phần mà công ty người ta in nổi ở trong đây này. Đấy, những cái mã in nổi trong đây này. Ở đây có mã nhá. Ở đây có mã nhá, ở trên vỉ DSB có mã các bác nhé. Đấy, và tất cả nó đều có mã hết, đặc biệt là nó sẽ có một cái con ốc ở trên cái vỉ DSB này và những con vang khác không có. Ok cho anh em. Và cái dòng này thì nó sẽ như nào các bác nhỉ? Nó sẽ giúp cho cái vỉ DSB của mình ổn định chất lượng. Ok chưa? Đấy, và con này thì nó sẽ có đường ra cho tất cả các bác là bằng 4 đường ra. Đấy, như gia đình thì chỉ dùng tầm này là ok rồi các bác. Hai cổng này là hai cổng siêu xuất âm anh em nhé, siêu xuất âm nhá, nó sử dụng con OPA và con OPA nó đắt gấp nhiều lần so với một con 5531, nên là cái chất lượng âm thanh của nó hoàn toàn khác anh em nhé, chưa nói đến những cái linh kiện khác. Các bác xem này, từ những con vít này thấy chưa, nó làm những con vít ở đây là các bác biết là những con vít 6 cạnh của thép không bao giờ dỉ anh em nhé. Ok chưa, rất là chất luôn, phím mềm 100%, con này là của hãng MB Su. Ok cho anh em. Và con này thì cái chất lượng âm thanh chúng ta đánh giá của nó là rất là tốt các bác nhá. Chất lượng âm thanh của nó phải nói với các bác rằng là siêu tốt. Đấy, và bây giờ thì em sẽ thử cái tiếng mic cho tất cả các bác này. Đấy, mọi người có thể nghe tiếng mic nhá. Đây. Thì năm mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi. Đời con giờ đây đang còn lạnh đây, đèo cao gió lòng ngày đêm bạt ngàn, áo chân sơn phai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mất mang. Ê, 64 năm hay. Con này thì nó sẽ không bao giờ vỡ tiếng đâu anh em nhé, trừ khi cái loa anh em nó quá dở thôi. Anh em nào mà đang sử dụng những cái dòng loa xin thì các bác có thể là hướng đến những cái dòng này các bác chơi. Đấy, ok chưa? Em sẽ hát thử một bài hát cho tất cả các bác để các bác có thể là nghe thử nhá. Ok chưa? Đây em sẽ hát thử một đoạn cho tất cả các bác nghe thử này, và nó sẽ chứng minh được, tất nhiên rằng nó là hay, thế là chứng minh được một phần ở trên đây. Ok cho anh em. Bệnh tật giữa một bước chân con đã có đường biên, mời các bác cùng lắng nghe cửa hàng của em test thử con vang này các bác nhé. Không có suốt đâu anh em nhé, một cặp loa 30 thôi. Biết bao ngày yêu em là anh đã có bấy nhiêu ngày bên em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh, thầm yêu em nên tim đau xa rời. Yêu em, tim anh đã
nhức nhối khi làm bên em. Nhìn em yêu đi ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chọn trao ai rồi. Tình yêu giống như lòng xót xa khi bên đời em, và biết em chịu nhiều đắng cay, mà nhưng anh đây vì yêu em nên đau xa rời. Vì em đã cho yêu ai mãi vô tình, không nhận ra tình yêu anh đã cho em bấy lâu nay. Một trái bên lề rất đau, mà biết em chẳng hề biết đâu. Tình yêu anh đã cho em rồi. Ok anh em, cho tôi cảm thấy rất là tốt các bạn nhé. Đây chỉ một cặp loa full 30 thôi, chứ nó không có một cái gì cả các bạn ơi nhé. Xuất chất âm nhạc cực hay, chất lượng mix ra tiếng cực sạch, và đặc biệt là chống hút rất tốt anh em nhé. Chơi. Còn ở đây cửa hàng bên em nói không với những cái món đồ là gì ạ? Món đồ Việt Nam, món đồ lắp ráp thì không có hàng đều đâu. Chất lượng đến đâu, tiền đến đấy các bác nhá. Ok, em cũng xin chúc mừng tất cả các bác nào mà mua được con vang này của cửa hàng bên em nhá. Và chắc chắn với các bác rồi, dòng này nó sẽ không tồn tại được lâu ở cửa hàng bên em đâu. Bởi vì anh em cũng rất là biết chơi, đúng không ạ? Đấy, và cửa hàng bên em thì sẽ để cái số điện thoại ở đầu bài cho tất cả các bác là 0972345183. Anh em nhà mình có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em để các bác có thể lấy những cái dòng sản phẩm ở cửa hàng bên em nhé. Đấy, và em cũng chỉ có mấy con này thôi nên là các bác yên tâm, cái chất lượng của nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái dòng trong tầm tiền. Ok cho anh em. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhá. Và em hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.
Đấy, chúc tất cả các bác xem video vui vẻ nhá. Bye bye.